Vâng, em xin chào tất cả các bác. Thì gần tuần nay, hơn tuần nay rồi là em cũng không có hàng rừng em bán đâu. Thì mấy hôm nay thì ở ngoài Hải Phòng là gió nó rất là to nhé, biển động, cho nên là anh em cũng chưa đi khai thác. Nghỉ lễ xong thì trời mưa. Thì mấy hôm nay cũng em rất cảm ơn là rất nhiều anh em cũng điện cho em nhé, sốt ruột điện cho em là hỏi có hàng không, rồi là sao lâu thế không thấy bán. Vâng, em rất là cảm ơn các bác. Thì bây giờ là các bác biết rồi, nó đang vào mùa hoa mà, thì em cũng đang tranh thủ, đang không có hàng thì em cũng phải đi làm những cái hàng mặt hoa, làm ki, làm quạt ấy, các thứ, rồi đi săn những cái mặt hoa đẹp để cho anh em sưu tầm. Thì hôm nay em cũng sẽ xuất ra một vài cái ki rất là đẹp nhá. À đây, có tiện thể các bác xem này. Đây là cái chậu này, là cái chậu tím Huế Mơ nhá, tím Huế Mơ do em đặt tên ấy. Đấy, thì vừa rồi tất cả hoa em đã ngắt đi rồi, nó có một cái lụ đây các bạn, nó có một cái cành, nó có một cái lụ. Các bạn nhìn em nó. Cái lụ này là nó ở trên cái cành này, là nó chỉ có mỗi một cái bông này thôi. Đợt đấy em cắt mắt ngủ cho các bác ấy là nó lại chưa lở. Đấy, thì em giữ lại em vất đây này, nó đang mai chắc là hé hé rồi này, bụng mai chắc là bung. Cái cành này nó chỉ có một lụ duy nhất này thôi, cho nên là nó rất là tím các bạn. Nó tím hơn mấy cái con kia nhiều. Đấy. Đấy, con này lở ra chắc chắn là tím đậm đẹp này. Đấy, các bác nhìn không, tím dã man luôn. Đấy. Thì đây là cái bông lụ của cái bông tím Huế Mơ nhá, do em đặt tên nhá. À, với tiện thể là em cũng chắc là một vài hôm nữa em sẽ làm một cái mini game, bởi vì là cũng có một hai bác cũng nhắc em. Thì em trước ấy, em cũng có nói là nếu như mà sau này cứ em mà cứ sổ nhá, tự tay em mà sổ được một cái khuôn hoa nào đẹp ấy mà do em đặt tên ấy, thì em sẽ làm cái mini game nhá, em để em tặng ki hoặc mắt ngủ của cái khuôn hoa đó đấy, cho các bác nào may mắn. Thế thì vừa rồi em cũng có sổ được cái con bẹt Chumoray đấy các bạn. Đấy, thì có lẽ là nó còn một cái cành nữa các bác, nó còn cành nữa là có mấy cái lụ, thì chắc là khoảng tầm độ vài hôm nữa nó lở lại. Thì có lẽ là em sẽ đặt cho nó một cái tên, bởi vì khuôn hoa đó là cũng rất là xuất sắc. Thì em sẽ đặt cho nó một cái tên nhá, và em sẽ làm mini game luôn. Thì hôm đấy là cũng sẽ làm một cái mini game lớn nhá các bác nhá. Thì các bác lưu ý giúp em là em làm cái mini game lớn ấy, thì là các bác đăng ký dự đoán vào đúng cái clip đấy cho em nhá. Chứ đăng ký nhiều clip quá thì em cũng không thể làm được đâu. Em cho các bác xem lại cái mặt hoa của cái khuôn bẹt đấy nhá. Đây là khuôn bẹt mà em sổ nhá các bác nhá. Cực kỳ là đẹp. Nó còn một chút trắng ở đầu lưỡi nữa, nhưng mà không sao các bác nhá, vì khuôn này bẹt rất là đẹp. Nó có hai cái sọc ở hai bên vai các bác nhìn không? Hai cánh vai rất là trắng nhá, có hai cái sọc hồng rất là đẹp. Đấy. Cực kỳ đẹp. Rồi, mấy hôm nữa thì em nó sổ lại nhá, thì em sẽ làm mini game cho các bác nhá. Rồi ok, em hôm nay em đi vào cái hàng đây các bác nhá. Đây các bác nhìn, đây là một cái chậu tím cánh bầu lá sọc các bác nhá. Đây là con mẹ ở đây, con mẹ trên thân mẹ đang có hai ki. Hai ki này nó vẫn còn bé thì mà lá nó chưa phát nhá. Nó chưa phát. Đấy, nó phải lên tí nữa hoặc là có nắng cơ. Chứ ở Hải Phòng mấy hôm nay không có nắng, toàn mưa với gió thôi. Thì đây nó đẻ được hai cái mầm gốc các bác nhá. Đấy, con mẹ này đẻ hai mầm gốc này rất là khỏe. Thì cái mầm gốc này các bác nhìn này, đấy từ dưới này nó phát nhẹ này. Nó lên đến đây bắt đầu nó phát này. Rất là đẹp nhá, nó sọc rất là đẹp. Đấy, con bên này thì tầm lá này, từ lá này trở lên bắt đầu mới phát này. Nhưng lá dưới này thì cũng chưa đấy phát mấy đâu, chỉ có một tí thôi. Đấy. Rất là đẹp. Đây em cho các bác xem cái khuôn hoa của cái con này nhá. Đây các bác nhá, đây là bông tím. Bông tím cánh bầu nhá. Tím cánh bầu. Lưỡi cũng cả một cái vành lưỡi là cũng tím hết đấy. Rất là đẹp. Đây là hoa của con mẹ nó lở nhá các bác nhá. Của con mẹ mà đã được 5-6 năm ổn định rồi đấy. Ổn định đột biến lá đấy. Đấy. Khuôn hoa này cũng tương đối các bác nhá. Thứ nhất là khuôn tím này, cánh bầu này. Cánh bầu vai ngang này. Và nó có một cả một cái vành tím nhá. Một vành lông tím, tuyết tím ở quanh lưỡi nhá. Khá là đẹp. Đấy.
Thì đây là lá của nó đây. Đấy các bác xem kỹ lại cái lá của nó nhá. Thì cái này cũng không có nhiều đâu, em chỉ nhận có 2 ki thôi, vì tạm thời trên con mẹ này nó có 2 ki này. Đấy. Thì như này thì bác nào mà nhanh tay đấy các bác sưu tầm thì bác alo cho em. Thì cái ki này là em sẽ giữ lại nhá, bởi vì em bán ki là nó phải có rễ, nhưng hiện giờ nó chưa ra rễ. Thì em sẽ cho các bác gửi lại đến khoảng tầm, ví dụ em sẽ nuôi đến tầm khoảng 10 15 ngày gì đấy nó sẽ ra rễ. Khi mà nó ra rễ ổn định rồi là em sẽ ngắt ki ra nhá, em sẽ lách ki ra và em chuyển về cho các bác nhá, khi mà nó khỏe mạnh rồi đấy. Đấy. Thì giá em sẽ bán là 3 triệu một ki nhá. 3 triệu một ki lá sọc. Đấy, như con này như là lá bắt đầu nó đang bắt đầu nó mờ mờ vì lá nó bé không nhìn rõ đâu. Các bác nhìn cái đường kẻ kẻ ở đây này. Nó đang bắt đầu nó phát đấy. Con này cũng thế này. Đấy, nó phát mờ mờ thôi, nó chưa rõ, nó phải to to lên nó mới phát màu. Đấy. Thì tạm thời em chỉ nhận hai cái ki này là 3 triệu một ki. Thì bác nào lấy thì bác alo cho em. Các bác chuyển khoản thì em sẽ giữ lại ki cho các bác nhá. Bao ra dễ thì em sẽ chuyển. Đấy, mặt hoa là tím cánh bầu nhá, có cả mặt hoa luôn. Khá là đẹp. Còn tiếp theo thì em sẽ xuất ra một cái khuôn bệt nhá các bác nhá, một khuôn bệt cũng là siêu bệt đấy, siêu bệt lưỡi đỏ rất là xuất sắc. Khuôn cánh cũng rất là đẹp. Thì đây là một cái chậu mẹ của nó này, chậu mẹ này thì nó cho ra 3 mầm gốc rồi. Nhá, 3 mầm gốc thì trong nó có một mầm này là vừa rồi nó cũng bị hỏng mất ngọn rồi. Còn hai cái mầm này nữa. Thì con mẹ này năm nay là em chưa kích gì cả, em muốn để nó hoa tự nhiên. Thì không biết là năm nay nó có sổ được hoa không. Đấy. Đấy là một chậu mẹ nhá. Còn đây là một chậu ki này. Con này là con ki năm 2 này, sang năm này, năm nay năm 3 này. Giờ em cho các bác xem cái mặt hoa của cái em siêu bệt này nhá. Siêu bệt mắt đỏ này. Đây. Cái bông hoa này là sổ tại vườn luôn các bác nhá. Sổ năm ngoái nhá. Đấy. Các bác nhìn lưỡi của em nó. Con này là siêu bệt nhá các bác nhá. Siêu bệt mà của nó là một màu rất là đỏ nhá. Đỏ như máu luôn. Chứ nó không phải là cái màu tím tối tối nọ. Cánh này, ba cánh, cánh thượng và hai cánh hạ này là có viền tím nổi rất là đẹp mà cánh rất là sáng nhá. Đấy, đây là góc quay nghiêng này. Các bác nhìn mắt của em nó. Bệt 100% các bác nhá. Mà nó lại màu đỏ nữa, đưa ra lắng nhìn cực kỳ là phê các bác nhá, như tiết luôn. Đấy. Nó lở tại vườn nhá các bác nhá. Lở tại vườn cho nên là bọn em chụp rất nhiều góc độ. Cuồn rất là đẹp, môi trái tim cực kỳ đẹp nhá. Cánh sao mà lại có viền rất là đẹp. Đấy. Cái góc này các bác nhìn em nó này. Bác nhìn nó đỏ như máu nhá, đỏ như máu luôn. Khuôn siêu bệt cực kỳ là xuất sắc. Đấy là sổ trực tiếp trên con mẹ nhá các bác nhá. Mà hoa này là hoa sổ tự nhiên các bác nhá, hoa sổ tự nhiên không kích. Rất nhiều kiểu ảnh rất đẹp. Hay rồi. Rồi, một lần nữa các bác ngắm lại em nó nhá. Em siêu bệt này thì em đang chờ sổ hoa. Nếu mà sổ hoa lại thì em sẽ đặt tên cho nó nhá. Vì chưa có hoa cho em chưa đặt tên. Đấy, thì bây giờ như này em sẽ xuất ra một vài cái để cho anh em sưu tầm thôi. Nhưng nó không có nhiều đâu. Thì các bác nhìn đây, đây là một con ki 52 các bác nhá. Đây là con ki 52. Con ki 52 này đã lên mầm gốc rồi. Đây, mầm gốc đây. Mầm gốc lên được khoảng tầm độ 5-6 cm rồi, rất là đẹp, đi rất là đẹp rồi. Thì trên con này nó đang nổi 6 chấm nhá các bác nhá. Nổi 5-6 chấm nhá. Đấy, các bác nhìn ạ. Những cái chấm này là ki các bác nhá. Đấy. Bởi vì nó bé này nó khó ra hoa lắm. Vì em cũng không kích gì cả, nó để tự nhiên thôi, nó là ki. Đấy các bác nhìn ạ. Nó nổi hết chấm rồi. Thì cái này em cũng chỉ xuất ra được có 5 cái mắt ngủ thôi nhá. 5 mắt ngủ này. Đấy, các bác nhìn bên này, góc bên này này. Đấy. Con này nó cũng lồi lồi rồi này. Đấy, con này cũng đang lít lít mắt này này. Nhá. Thì 5 cái. Nếu bác nào mà muốn lấy ki thì các bác lại phải chờ nhá.
chờ, bởi vì là nó cũng nhanh thôi. Cái này chỉ trong vòng khoảng độ khoảng 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 3 tuần nhá. 3 tuần thì là em sẽ ngả con này ra thì là nó sẽ ra rất là nhanh. Thì kỳ thì em sẽ xuất sau hoặc là em sẽ làm từ cái con mẹ này sau. Đấy. Đấy, thế còn những cái mắt ngủ này. Mắt ngủ này nếu như các bác muốn lấy, các bác lấy mắt ngủ thì giá nó sẽ hợp lý hơn, mà nó đã thức này rồi nó rất nhanh ra nhá các bác nhá. Đấy, thì cái này em sẽ xuất giá là giá một mắt ngủ này em sẽ xuất là giá là 1.9 triệu nha các bác nhá. 1.9 triệu cho một cái mắt ngủ này. Đấy. Chuẩn key của nó thì nếu mà giá key thì chắc chắn là sẽ đắt hơn. Giá key thường thường là nó sẽ đắt gấp khoảng gấp đôi hoặc gấp ba nhá các bác nhá. Thì các cái mắt này nó đã thức rồi. Chứ nếu như mà nó chưa thức thì giá nó sẽ rẻ hơn nữa. Nhưng mà nó đã lồi ra rồi nhá. Còn bác nào mà muốn ôm cả cái chậu này về làm thì các bác alo cho em nhá. Mầm gốc đã lên rồi. Đấy. Rễ đã ra rất là khỏe rồi. Rễ đang ra rất là khỏe rồi, thuần chậu rồi. Và năm nay là ít nhất là sẽ lấy được 6 kg này. 6 kg. Đây này. 1 2 3 4 5 6 kg này là lổi chấm này. Và vẫn còn lại 3 mắt ngủ sát gốc nữa là 9 mắt. Thì cái này em sẽ xuất giá là 1 triệu 9 nhá, 1 triệu 9 cho một mắt ngủ. Đấy. Thì các bác có thể lấy về là ươm là nó sẽ lên ngay thôi. Rồi em một lần nữa các bác xem lại cái khuôn bệt nhá. Đây. Con này hoa chưa sổ lở cho nên là lại cho nên em chưa đặt tên cho nó nhá. Nhưng mà nó con này nó cứ gọi nó là con siêu bệt này, siêu bệt mắt đỏ này. Cánh viền rất là đẹp. Rồi ok, thì hôm nay em chỉ xuất ra như này thôi, hai cái key của con tím canh bầu lá sọc. Lá sọc nhá, rất là đẹp. Hai key là 3 triệu một key và 5 mắt ngủ. 5 mắt ngủ của khuôn siêu bệt mắt đỏ này nhá. Giá là 1 triệu 9 một mắt. Các bác nhanh tay sưu tầm nhá, vì đây toàn là những khuôn cũng rất là xuất sắc đấy. Vâng. Rồi ok, em xin chào tất cả các bác nhá. Em xin cảm ơn các bác.